Chào mừng các bác đã đến với video clip tiếp theo của cửa hàng của Cương Audio. Các bác thân mến, sau mấy ngày nghỉ lễ vừa rồi thì ngày hôm nay em Liêm tiếp tục lên sóng để giới thiệu đến các bác về một bộ cấu hình nghe nhạc để các bác có thể tham khảo nghiên cứu về bộ cấu hình này. Và trước mắt màn hình các bác thấy được đây là một bộ cấu hình. Nó đến từ những thương hiệu audio rất là nổi tiếng của Mỹ và của Nhật. Trước hết thì các bác nhìn thấy về cặp loa đến từ Mỹ trước. Đây là một cặp loa siêu phẩm đến từ thương hiệu JBL của Mỹ. Đó là dòng model 240Ti. Về cách thiết kế cấu trúc driver thì các bác thấy rất là rõ. Đây là dòng model nó sử dụng 3 đường tiếng. Một loa bass có đường kính là 36cm. Nó sử dụng màng giấy, màng gợn sóng và nó sử dụng gân mút. Củ loa bass thì các bác thấy củ loa của nó rất là to, nặng. Đây là dòng loa đem đến cái giải trầm của nó, tiếng bass rất là mềm, sâu. Nghe tiếng bass của nó rất là tròn trịa. Ở phía trên thì nó sử dụng một loa trung có đường kính là 13cm. Trung âm của JB thì các bác biết rồi. Nó đem đến âm thanh của nó rất là trong, nghe không có tạp âm, cho nên các bác nghe lời ca sĩ của nó rất là rõ nét. Và nó sử dụng một loa chép titan được bố trí nằm ở phía trên cùng như thế này. Đây là dòng loa được thiết kế những dòng chép titan cao cấp, nó thích hợp trên những dòng loa siêu phẩm đấy. Cho nên thì các bác thấy đối với dòng 240Ti này thì nó được trang bị chép titan sử dụng củ 044Ti, một trong số những dòng chép cao cấp của hãng JBL. Tiếng chép titan thì nó đem đến tiếng chép tơi, tần số này rất là cao. Các bác mở nhỏ, nó đem đến cái tiếng chép của nó nảy, leng keng, lách cách, nghe rất là chi tiết. Tiếng chép của nó rất là tơi, sáng. Rõ ràng thì các bác thấy đây là dòng loa, nó đem đến ba giải âm của nó rất là chi tiết, rõ ràng. Và dòng này thì nó có trở kháng là 8 ohm. Và các bác thấy thì nó có công suất lên tới là 150 W trên một loa. Loa có chiều cao là 93, đấy. Và chiều ngang của nó là 45,7cm và chiều sâu của nó là 33,5cm. Và mỗi một chiếc loa này nó có trọng lượng vào khoảng gần 40kg. Em nhớ mang máng thì nó vào khoảng 38,6kg trên một chiếc. Chính xác nó là như vậy. Đấy. Đó là về cái thông số cũng như là về cái chiều cao kích thước cân nặng của cặp loa siêu phẩm JBL 240Ti. Ở phía sau thì các bác thấy nó trang bị cho chúng ta hai cái công tắc gạt. Giúp cho chúng ta có thể chỉnh gạt mid cũng như là gạt chỉnh giải chép của dòng model này. Và đối với dòng này thì các bác có thể dễ dàng phối ghép với rất nhiều các dòng âm ly khác nhau. Các bác có thể sử dụng những chiếc âm ly của Luckman như dòng 309V này, 309X hay là những dòng âm ly Luckman như dòng 505F hay là 505U, các bác đánh rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì các bác có thể sử dụng những chiếc âm ly của Marzahn hay là những dòng âm ly của Denon như dòng 2035 mã, 2045 mã rồi là 2000S10 25 mã vân vân. Những dòng mặt màu xám bạc hay là những dòng mặt màu vàng chanh, những dòng âm ly đời cao của Denon, các bác đánh với dòng JB này rất là hay. Đánh với Denon hay là đánh với Luckman hay là đánh với Mark Intoc hay là đánh với Acouphase thì các bác biết rồi. Đánh với mỗi một thương hiệu, mỗi một model thì nó đem đến cái chất lượng âm thanh có sự khác biệt nhau tùy theo cái sở thích cũng như là cái gu nghe của mỗi người để chúng ta có thể lựa chọn những chiếc âm ly nào nó phù hợp với gu nghe của mình cũng như là cái túi tiền của mình để các bác có thể lựa chọn. Và cặp loa JBL 240Ti với tình trạng rất là xuất sắc, đẹp mỹ mãn thì có mức giá là 39 triệu đồng. Cách đây vào khoảng gần một tháng thì bên cửa hàng của chúng em cũng về được một cặp loa JBL 240Ti và ngay lập tức thì cũng đã có một bác khách ở Vĩnh Phúc cũng đã lấy rồi. Và đây là cặp thì cũng mới về tại cửa hàng của chúng em. Vậy vậy thì ở video clip này thì em sẽ lên sóng phối ghép test âm để các bác có thể vào thẩm âm về cặp loa JBL 240Ti này, nó đem lại rất là tuyệt vời. Và các bác thấy thì ở phía bên trong này là một bộ đôi sản phẩm gồm có chiếc âm đi Acouphase E303 và chiếc đầu Sony 3.5 ESG. Đây là hai cái thương hiệu audio rất là nổi tiếng đến từ Nhật. Đặc biệt là những dòng âm ly của Acouphase thì các bác biết rồi, chất âm của nó đem đến rất là mềm, ngọt, nghe âm thanh của nó rất là dày. Và đối với dòng E303 này thì các bác thấy ở mặt trước thì nó được sử dụng mặt màu vàng chanh và xung quanh của nó đều được bọc bằng vỏ gỗ. Đây là chiếc âm ly rất là nên chơi và đáng chơi cho các bác ở trong phân khúc tầm tiền. Đối với chiếc âm ly này thì nó có công suất thổi ra loa rất là lớn. Nó có công suất thổi ra loa là 130 W đối với những dòng loa có trở kháng là 8 ohm và 180 W đối với những dòng loa có trở kháng là 4 ohm. Như vậy thì các bác thấy một chiếc âm ly của hãng Acouphase mà nó có công suất thổi ra rất là lớn, giúp cho chúng ta có thể đánh với rất nhiều các dòng loa khác nhau, đặc biệt là những dòng loa có công suất lớn, những dòng loa bass 30, bass 40 nó đánh rất là tuyệt vời. Và chiếc âm ly này thì nó có mức giá là 32 triệu đồng.
Chiếc đầu Sony 3.5 ESG, đây là chiếc đầu chạy CD chuyên nghiệp. Các bác thấy hai bên nó cũng sử dụng hai cái mà gỗ nhìn rất là bắt mắt và sang trọng. Chiếc đầu này thì có mức giá là 15 triệu đồng. Và sau đây thì em sẽ đi vào test âm, xin mời các bác cùng vào nghe và thưởng thức một đoạn chất âm trên bộ ba sản phẩm này. Đây là một bộ cấu hình, nếu như bác nào có điều kiện kinh tế thì các bác lấy luôn cả bộ như thế này, các bác nghe nhạc vàng thì rất là phê. Và đối với dòng cặp loa siêu phẩm JBL240TI như thế này, đây là dòng model thì các bác thấy hiện nay trên thị trường cũng không có nhiều đâu. Đây là những dòng hàng dòng rồi mà nó được mệnh danh là siêu phẩm rồi, cho nên các bác thấy rất là ít và chất âm của nó đem đến rất là hay. Và sau đây thì cũng không dài dòng nữa thì em sẽ đi vào test âm, xin mời các bác cùng vào nghe và thưởng thức chất âm trên bộ cấu hình này. Và các bác nhớ, các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Trời cao không thương cũng là lẽ thường, hồng nhan bạc phận một kiếp chung thân. Nghĩ mình sẽ có khi được vui cũng do trời, hạnh phúc vỡ ra làm đôi. Nhìn người lễ tuôn đôi dòng ngăn dài, tình nặng quá đôi bờ vai, trách nhau chi trăm năm biết có duyên gì. Anh ơi, mai em theo chồng, tình này em thả trôi sông, đến đâu thì đến, bên trong bên đục nào còn ý nghĩa chi đâu. Ai ơi, thương cho má hồng, cuộc đời chưa hết lòng đong, đã sinh phận gái biết qua bể dầu, nhưng áo mặc sao qua khói đầu. Trời cao không thương thôi tự thương, về với những ngày xưa, nói cho em trong mơ em sẽ đi. Now
với những ngày xưa, nói cho em trong mơ em sẽ đi tìm lối nào về với những ngày xưa, nói cho em trong mơ em sẽ đi tìm.